lửa, mình đi gặt lửa đi cháy thì mình đi cháy à. Chúng là cái việc gì mà mình hỗ trợ kinh tế cho gia đình là em đều làm tất à. Công việc thì khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng hết sức, bởi vì là xuất phát gia đình nó không được tốt à. Cho nên là mình phải tự thân vận động và cố gắng hết mình thôi. Vâng. Để nuôi con cái. Dạ. Bình thường ở nhà cháy rồi đi làm nhiều thứ lắm. À được. Ai thấy cái gì thì làm cái đó. Thế như trước đây mà đi làm như thế thu nhập hàng ngày có được nhiều không ấy? Thu nhập hàng ngày cũng tùy lắm. Mà nếu đi cháy thì ngày được khoảng 270. À. 300 tùy. Còn đi cắt đấy tùy, mình cắt nhiều thì được nhiều, cắt ít thì được ít à. Họ thuế cắt một lỗ thì được bao nhiêu tiền do thỏa thuận. Ừ. Do thỏa thuận. Còn bình thường thì ví dụ ai thuế cái gì thì làm hàn xì cũng mình luôn. Ô, hàn xì cũng làm được luôn hả? Dạ. À. Có máy nhà để hàn xì luôn à. Làm tật tật tật. Thế là trong gia đình là anh là thu nhập chính để lo cho tất cả những thành viên, tất cả mọi thứ à. Vợ thì không làm được gì, chỉ ở nhà nuôi con. Nói chung là trước thì có mấy con trâu nhưng mà bây giờ thì bán rồi, bán cho họ rồi. Ừ. Thế sau này không đẻ ít đi thôi, sau đẻ nhiều tới rồi là thì nói chung thì cái cảnh nông thôn thì cũng không biết đường nào mà lương được, thì thầy vợ bảo có bầu thì như chẳng nghề là như thế nào được à. Thì mình gặng thôi chứ mà ăn à, như vậy mình phải có cái biện pháp chứ, sao cứ để cho có bầu thế lỡ một lần chứ lỡ quá bốn lần luôn à. Thì cũng hay là muốn kiếm thằng cu. Trên nền tảng cơ bản là gia đình cũng mong muốn là, bởi vì bản thân là cháu đi tốn trường họ cho nên là cũng mong muốn là có một thằng để con trai à. Thì cho nên gia đình rất chi là cố gắng à. Ngoài cái lừa ra thì cũng cố gắng để uống thuốc rồi các thứ để kiếm thằng con trai à. Thế bây giờ là vừa có bầu con trai rồi đó hả? Dạ. Thế con trai đó là có phải cần can thiệp gì không, hay là tự nhiên thôi? Dạ, ra con trai tự nhiên, chỉ mình uống thuốc, vợ chồng uống thuốc thôi. Uống thuốc hả? Dạ, uống thuốc nam thôi. À, uống thuốc nam hả? Dạ. À, thế là ra con trai. Dạ. Thế sau đây thì tới đây thì khi mà cũng trông vô chị là có bầu, có biết là khỏe mạnh rồi. Dạ. Là mẹ tròn con vuông. Yeah. Để xong đứa này thì có làm thêm tí nữa không? Dạ yeah, không, chắc sợ lắm rồi. Hả? Bộ đau lưng lắm rồi, sợ lắm rồi. Sợ lắm rồi, lìa rồi. À, thôi cố gắng ổn định cái sức khỏe cho cháu Mỹ Duyên. Yeah. Rồi về để tập trung vào công việc để kiếm tiền mà trang trại nợ nần, cũng như là lo cho tương lai các cháu cho nó được tốt. Dạ. Yeah. Anh ạ. Vâng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang quay trở lại với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và đang đến thăm cháu Mỹ Duyên, là một cái trường hợp rất là đáng thương mà trong hai cái video trước Khánh cũng đã chia sẻ với toàn thể quý vị rồi. Đó là cháu Mỹ Duyên là con của anh Hoàng Trọng Quân ở đây. Trong một cái lần mà không may cháu chơi ở nhà đấy và tạt ngang qua đường và bị xe tải cán đứt hẳn một cái chân phải luôn quý vị ạ. Và trong một cái hoàn cảnh gia đình cũng nhiều khó khăn và vất vả. Và sau khi mà Khánh đăng tải cái câu chuyện về cháu Mỹ Duyên lên đấy thì cũng được khá nhiều cô chú anh chị chúng ta quan tâm và thương yêu cháu Mỹ Duyên. Và chính vì thế thì ngày hôm nay thì Khánh cũng thay mặt cho các Mạnh Thường Quân có chút tấm lòng để đến để chia sẻ với gia đình mình anh ạ. Dạ, và Khánh trực tiếp đến bệnh viện để trao cái tấm lòng của các cô chú anh chị giúp đỡ cho cháu Duyên, đặc biệt đó là trao cho anh Quân để lo thuốc men cũng như là cái tiến trình điều trị trong cái quá trình ở bệnh viện ở đây.
Hello. Sao đưa Đình đưa cháu đi đâu đây em? Đi ra đây chơi. Hả? Đi ra đây chơi. À, Đình đưa cháu đi ra ngoài này chơi hả? À. Cháu chào cả nhà. À, trong này có điều hòa thì đóng cửa này. Đóng cửa này cho nó mát hả? À. Chào chào cháu. Dễ thương quá, dễ thương mà lại tội nghiệp quá hả? Chào chú. Hả? À, Mỹ Duyên chào chú. Mỹ Duyên chào chú nào. Hả? Mỹ Duyên chào chú nào. Oh, chào chú giỏi quá. Giỏi quá hả? Anh xuống khi nào? Xuống chiều qua. Chiều qua xuống luôn hả? À. Quá đi trong huyện để nhờ ông người xin xe cho. Hả? Quá đi trong huyện để xin xe cho cái nhà ông nào. À. Để xin được xe rồi đi chỗ. À. Hôm qua là về xin xe cho cái người lái xe đó. Đó bây giờ là lấy được xe ra chưa? Lấy xe ra rồi hả? À. Thế là họ có ký cam kết gì với mình không? Có, ký cam kết giữa đối bên. Ký cam kết giữa đối bên, nói chung là thỏa thuận ra theo kiểu dân sự. À, thỏa thuận dân sự. Yeah. Tức là bên kia sẽ đảm bảo cháu cái chân giả. À, mình xin được cái chân giả. Hả? Đảm bảo một cái chân giả, à. Xin một cái chân giả. Chân giả, chứ họ có nói là chân giả với giá là bao nhiêu tiền không? Dạ, chân giả giá 97 triệu. 97 triệu hả? Là bên nhà xe họ giúp đỡ cho mình cái đó. Dạ. Vâng. Thực ra là cái chuyện này thì cũng chẳng ai mong muốn cả. Bây giờ thì cái đen của cháu cũng là cái đen của bên chỗ tài xế luôn. Dạ. Cũng tồi cho cả hai. Ôi rồi, cháu Mỹ Duyên đáng yêu quá nhỉ. Không thêm quá. Không thêm. À. Mỹ Duyên là nói được nhiều chứ anh? Ít. Hả? Nói được ít. Nào, cháu nào, cháu tên là gì? Duyên. Hả? Duyên. Cháu tên là gì nhỉ? Duyên. Em nói đi. Nào, em ơi, em nói nào, em tên là gì? Duyên hả? Duyên. Ồ, Duyên hả? Ừ, chưa rõ. Duyên nào, cháu bây giờ có bị đau không? Đau. Cháu đau không? Đau tên. Hả? Tên mà đau. Đau tên. Không? Đau. Đau hả? Ồ. Ôi giời, thương quá anh ạ. À. Đâu anh thử vén lên em xem ở trong cái chân cái đùi của cháu nó. Cái này. Có mang bỉm không? Dạ có. Có hả? Ồ, ở bên này là nó đầu tiên là nó dập. Dập hết xong rồi là khoảng một tháng là nó thối, thối à. Xong nó bắt đầu lấy cái bên này thì cắt. Anh ngồi dịch ra ngoài này chút được không? Xong là một tháng đầu tiên là nó bị dập à? Bị dập nát, xong hết từ trên này xuống dưới này, xong rồi là bắt đầu đến khi là nó thối xong rồi bắt đầu cắt da ở đấy, bỏ sang bên này. Cắt da từ bên cái đùi bên này. Dạ, bỏ sang đây. Cấy sang phía bên đùi phải. Dạ, nhưng mà là không thành công. À, chỉ tức tại. là cái lần phẫu thuật đó là không thành công á? Không thành công, xong rồi là phải cắt bỏ đi, lại phải phẫu thuật cắt bỏ đi, hoại tử tiếp. Ờ, à, là cái cắt cái phần chỗ này á? Dạ. Phần chỗ mỏm này á? Dạ. À. Là phải cắt cụt đi tiệm 2.5 nữa. Hả? Cắt cụt tiệm đi 2.5 phẫu thuật. Ui, tổng tức phẫu là khi mà khi nó bị hoại tử là phải cắt cụt đi 2.5 nữa không? Dạ, nó gọi là cắt dân đi. Cắt 4 lần. Ừ. Ở ngoài Hà Nội cắt 4 lần, ở đây cắt 1 lần. À. Ở ngoài Hà Nội phải phẫu thuật cắt 4 lần bởi vì nó cố gắng để giữ lại cho cháu, gọi là dùng thuốc để giữ lại cho cháu phần tốt nhất để giữ lại cho cháu. À. Ở ngoài Hà Nội tỉnh tổng đã phẫu thuật là cả ghép cả phẫu thuật là đến 6 lần. 6 lần luôn. 6 lần phẫu thuật. Ở ngoài Hà Nội còn hậu phẫu thì nhiều lần. À. Hậu phẫu tức là những cái chỗ mà da nó đắp vào nó bị hư lại phải cắt bỏ. À.
Tức là những cái lần phẫu thuật lớn là 6 lần đấy. 6 lần. 6 lần phẫu thuật lớn. Còn những cái lần mà tiểu phẫu nhỏ nhỏ là không tính. Nó bị nạt ở bên dưới này rồi nó phải tiêm thuốc của dư nạt nạt thế nào ấy, nạt dưới mông á. Sau mông có vấn đề gì không? Anh thử vén áo sau mông em xem nào. Không, ở dưới này thôi, cái để dưới này thôi. Nó rách ra, nó máy lại. Chứ không sao là được. Bây giờ cháu nó có đau nhiều được không anh? Hả? Tội lại nó không đau. Bánh bố. Nó cứ đòi bánh hả? Ăn bánh cả ngày hả? Nó không ăn nữa, nó đòi thì nó phá thôi. Cứ đòi phá thế hả? Thế bây giờ là nó ăn cháo hay là uống sữa hàng ngày thì nó ăn cái gì? Nó ăn chảo rồi, nhưng mà ăn chảo thì nó ăn được ít. Hả? Nó ăn được có ít. Nó không ăn được, nó ăn được có ít. Còn sữa nó cũng có tỉ, bọc ra nó cũng có tỉ. Tức là cháo với sữa cũng ăn ít à? Dạ. Thế thì làm sao mà duy trì? Thì cho ăn nhiều lần, cho ăn lặt vặt nhiều lần. Cho ăn lặt vặt nhiều lần á. Đưa đi cho luôn. Cháo là mình mua sẵn ở ngoài này luôn à? Dạ, mình mua về để các bạn ở gần đây thì đưa vào. Các bạn nào? Các bạn anh em ở gần đây, ở trong Vinh đây cũng trong Vinh này cũng có anh em à? Dạ. Thế thì may quá hả? Thì nó cũng thuận tiện đúng không? Cũng đỡ đần cho anh một chút, chứ còn không thì cũng vất vả quá hả? Nào, để bố thay quần nào. Bố thay quần cho Mỹ Duyên nhé. Ôi giời ơi. Thay quần thay bỉm cho cháu của giời. Chỗ này là bị làm sao đấy? Chỗ này là cắt thịt hả? Cắt thịt để bỏ sang cái chân phải này. Để bỏ sang này nào, thay bỉm cho Mỹ Duyên để khỏi nó ấy nào. Thay bỉm nhá. Không. Ô ngài ha, lấy quần tre này ha. Hả? Bỏ quần à, bỏ quần để bố thay quần cho Mỹ Duyên nào. Ôi giờ ngoan quá nào, em thay quần nhá, em thay bỉm nhá. Mỹ Duyên nhá. Già đi. Già đi. Em già đâu. Trẻ lại. Hả? Trẻ lại hả? Mới có 2 tuổi mà còn biết xấu hổ đấy. Đấy, quý vị chúng ta nhìn thấy này, những cái vết đây. Loang lộ này là những cái vết xèo, vết nát cái đùi mà bây giờ được các bác sĩ người ta khâu lại cho cháu đó, khắc phục lại đấy. Hôm bữa là nạt từ chỗ này, nạt sữa này. May là cái phần nội tạng cũng may là không vấn đề gì anh nhỉ? Dạ. Rồi. Thế còn cái xương đùi kia là giữ lại được mấy? 10 phân. Dạ. Cái xương đùi từ xương chầu đi xuống là 10 phân. Là bên ấy là còn 11 phân. 11 phân. Dạ. Là tới đây là cấy thêm để cho nó dài bằng phía bên này đúng không? Dạ không phải là cấy cho nó dài mà cấy vào một cái nỉ để chống, gọi là mô xuống để chống lo tủy và để đến khi lắp cái chân vào nó đi được. Cái mọng sùn như hôm trước anh nói là 70 chiều đó hả? Dạ đúng rồi. Chứ không phải là cấy cho nó dài bằng cái xương đùi bên này đúng không? Dạ không. Cấy thì cấy một cái khúc vào chỗ này để cho nó chống rò tủy. Chống rò tủy. Và để sau này lắp cái chân vào nó đi được, không bị nhột bị đau. Giảm cái nhột đau. Vâng đúng rồi. Nó giống như sùn thật của mình đấy, giống như có cái bánh chè chỗ đó đấy, cái khớp này co lại được đấy đúng không? Kính thưa quý vị, từ lúc nãy giờ thì quý vị chúng ta một lần nữa đã cùng với Khánh trò chuyện với anh Quân, là bố của cháu Mỹ Duyên, một cháu bé rất là đáng thương mà không may xảy ra một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Và bây giờ thì một lần nữa thì quý vị chúng ta cũng cảm nhận được cái sự mất mát, cái sự đau đớn của cháu rất là nhiều quý vị ạ. Và ngày hôm nay thì Khánh quay trở lại đây cũng xin được thay mặt cho 10 nhà hảo tâm, 10 mạnh thường quân ở trong và ngoài nước biết về câu chuyện của cháu Mỹ Duyên và có gửi về cho Khánh một cái khoản tiền để giúp đỡ cho cháu Mỹ Duyên, cụ thể là trao cho anh Quân để lo cái phần viện phí cho cháu. Thế thì đầu tiên xin được cảm ơn tấm lòng của một mạnh thường quân đến từ Mỹ, đó là chị Mai Lê Nguyễn. Chị Mai Lê Nguyễn có gửi về $300 để giúp đỡ cho cháu Mỹ Duyên. Cảm ơn tấm lòng của chị Mai Lê Nguyễn rất là nhiều. Tiếp theo nữa là một mạnh thường quân đến từ Úc, đó là chị Tem Mì. Chị Tem Mì Nguyễn ở Úc cũng có gửi về một cái khoản tiền là 4.840.000 đồng để giúp đỡ cho cháu Mỹ Duyên.
Cảm ơn tấm lòng của chị Temmy. Mạnh thường quân thứ ba đó là một người đến từ quê hương ở Hà Tĩnh nhưng hiện nay đang sống ở Đức, đó là chị Trần Thanh Xuân. Chị Trần Thanh Xuân có gửi về là 500.000 đồng để chia sẻ cho gia đình mình anh ạ. Dạ, cảm ơn tấm lòng của chị Thanh Xuân rất là nhiều. Mạnh thường quân thứ tư là một người, một nhà hảo tâm đến từ Mỹ, đó là chị Lan Đoàn. Chị Lan Đoàn có gửi về là 200 đô la Mỹ để chia sẻ cái khó khăn và giúp đỡ cho cháu Mỹ Duyên anh nhé. Cảm ơn tấm lòng của chị Lan Đoàn rất là nhiều. Tiếp theo nữa là một mạnh thường quân đến từ Úc, đó là dì Tám. Dì Tám có gửi về là 100 đô la Úc để giúp đỡ cho gia đình mình anh nhé. Cảm ơn tấm lòng của dì Tám. Bên cạnh đó thì còn có hai người cháu của dì Tám nữa ở bên Úc. Người thứ nhất đó là chị Diệp Thị Nhân. Chị Diệp Thị Nhân là có gửi về là 100 đô la Úc để chia sẻ với gia đình của mình anh ạ. Tiếp theo là người cháu thứ hai của dì Tám là chị Nguyễn Thị Phương Trình cũng có gửi về là 200 đô la Úc để giúp đỡ cho cháu Mỹ Duyên anh nhé. Cảm ơn dì Tám và hai người cháu của dì Tám rất là nhiều. Tiếp theo nữa là một mạnh thường quân thứ 8 quê ở Sài Gòn, đó là chị Phương Khanh. Ngày hôm qua có gửi về là 1 triệu đồng để giúp đỡ cho gia đình của chúng ta anh nhé. Mạnh thường quân thứ 9 đó là em Nguyễn Thọ Khải có gửi về là 300.000 đồng để giúp đỡ cho cháu Mỹ Duyên. Và cuối cùng trong ngày hôm nay đó là mạnh thường quân thứ 10 là anh Nguyễn Văn Vinh ở thành phố Vinh, Nghệ An cũng có gửi về là 300.000 đồng để chia sẻ cho gia đình của mình anh ạ. Thế thì tổng số tiền các mạnh thường quân chúng ta gửi về gồm có tiền Việt Nam và tiền đô la Mỹ, tiền đô la Úc được quy đổi ra bằng tiền Việt Nam. Các mạnh thường quân cũng nhờ Khánh là quy đổi ra luôn để thuận tiền cho anh Quân, bởi vì bây giờ hai bố con ở Viền cho nên là cái việc đi lại quy đổi tiền nó cũng không có được thuận tiện. Thì tổng số tiền được quy đổi ra là 24.890.000 đồng quý vị ạ. Thì hôm nay đây là cái danh sách cũng như là số tiền mà các mạnh thường quân gửi về để chia sẻ với gia đình mình, cũng muốn là phần nào đó là gánh bớt cái sự khó khăn với gia đình của anh chị anh nhá, để làm sao đó có thể là có được một cái làm sao đó để có một cái cơ hội, cái điều kiện tốt nhất để có thể giúp cho cháu Mỹ Duyên có được một cái sự thuận lợi trong cái quá trình khắc phục cái sự cố sau tai nạn, để giúp cho cháu có được một cái chân giả hay là những cái quá trình phẫu thuật để nó được tốt nhất anh nhá. Thì đây là tấm lòng của các mạnh thường quân. Em xin được thay mặt cho các cô chú các anh chị là 10 mạnh thường quân trao gửi cái tấm lòng đến cho gia đình mình anh nhá. Mong anh đón nhận và cũng là để cố gắng là lo cho cháu được tốt nhất anh nhá. Thế thì hôm nay quý vị ạ, Khánh không có chuyển tiền mặt, không có trao tiền mặt cho anh Quân, bởi vì là hiện nay hai bố con đang ở bệnh viện cho nên là việc mà giữ một cái khoản tiền 25 triệu đôi khi nó cũng bất tiện. Thì Khánh sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cho anh Quân để trong cái quá trình mà anh xử lý để đóng tiền viện phí cho nó cũng thuận tiện anh ạ. Thế thì hiện nay thì anh đang dùng cái tài khoản ngân hàng gì để em chuyển tiền? Agribank á. Ok, thế thì anh đọc cái số tài khoản của anh em chuyển qua cho anh bây giờ thôi nhá. Anh còn nhớ số tài khoản không? Có hả? Anh đọc số cho em. 3611 2005. Như vậy là Khánh đã thay mặt cho các mạnh thường quân chuyển cái số tiền là 24.890.000 đồng cho anh Hoàng Trọng Quân, là bố của cháu Hoàng Mỹ Duyên quý vị ạ. Vâng, và một lần nữa thì Khánh cũng cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn mà trong cái chương trình Khánh đăng tải lên trên kênh YouTube của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Anh Quân kiểm tra xem tiền là về chưa anh? Dạ vâng. Anh kiểm tra anh báo với mọi người tiền về chưa? Dạ. Quân đã nhận đủ tiền, đủ số tiền hả? Dạ. Anh tin nhắn nó báo về chưa anh? Dạ rồi. Ok, anh mở tin nhắn em xem nào. Bùm ngân thì có bùm ngân thì có. Đây đây. Đây rồi rồi, con ngoan à. Anh Quân đã nhận được đủ số tiền chưa anh? Dạ.
em nhận đủ số tiền rồi. Ok, là anh đã nhận đủ số tiền rồi đúng không ạ? Dạ. Dạ, dạ. Thì đó là cái tấm lòng mà các cô chú, các anh chị, các mạnh thường quân đã thông qua em biết về cái câu chuyện của gia đình mình. Qua cháu, chỗ cháu Mỹ Duyên ấy, thì cũng phần nào đó là có chút động viên với gia đình của chúng ta anh nhé. Dạ, dạ. Và hôm nay quý vị ạ, khi mà được đón nhận cái tấm lòng của quý vị để chia sẻ với gia đình của anh Quân ấy, thì bản thân anh Quân Khánh cũng cảm nhận được là anh cũng rất là xúc động và cũng có đôi lời cảm ơn xin được gửi tới các cô chú các anh chị và những khán giả đã đồng hành, đã ủng hộ, đã đồng cảm với gia đình trong suốt thời gian vừa qua. Dạ. Thì gia đình thay mặt cho bé Duyên nói chung là cảm ơn tất cả cái tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân cũng như là cô dì chú bác đã có tấm lòng để hỗ trợ giúp đỡ cho bé trong cái giai đoạn rất là khó khăn. Gia đình không biết nói gì hơn, chỉ biết là rất là cảm ơn tấm lòng của mọi người rất nhiều. Vâng, vâng. Dạ, dạ. Rồi cố gắng lên anh nhé. Để em biết rằng là anh cũng rất là lo lắng và cũng suy nghĩ rất là nhiều và cũng mong muốn cho con của mình có được một cái cơ hội phục hồi tốt nhất. Tuy nhiên thì nó lại là đi kèm với cái khoản tài chính mà mình phải bỏ ra, và trong lúc này thì lại không có đi làm được, suốt ngày lại phải ở viện đây để chăm cháu, cho nên là nó cũng bế tắc rất là nhiều, cũng lo lắng rất là nhiều. Vậy thì ngày hôm nay được các cô chú các anh chị chúng ta cũng phần nào đó gánh bớt cái sự khó khăn cùng với gia đình mình, thì anh cũng cố gắng là tạo điều kiện tốt nhất cho con của mình anh hết. Dạ, dạ. Thôi bây giờ thì anh có muốn nói gì nữa không? Dạ, dạ. Nào cháu Mỹ Duyên bye bye chú Khánh nào. Bye bye con. Nào con bye bye chú nào. Giỏi quá, dễ thương quá quý vị. Bye bye nhé. Nào cháu thơm thơm chú nào, thơm thơm cháu chú nào. Vâng. Thôi thì thế anh nhá, hôm nay em ghé qua viện em thăm cháu như vậy và cũng có chút động viên với gia đình mình như thế. Bây giờ thì em về nhá. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Vâng. Chào anh nhá. Bye bye nào, Mỹ Duyên bye bye chú nào. Bye bye không? Bye bye. Bye bye chú nào. Bye bye nào. Bye đi con. Bye bye đi. Ok, giỏi quá.